Cái cảm giác hôm nay là đầu tiên đứng trên bục giảng như thế này thì nó rất là mới mẻ, rất là cảm ơn tất cả các bạn đến đây ngày hôm nay. Hello anh em. Vâng, hôm nay thì lần đầu tiên mình sẽ đến một trường đại học với một cái buổi hướng nghiệp dành cho các bạn sinh viên. Thực ra đây cũng là cái trải nghiệm lần đầu tiên của mình trong một cái buổi hướng nghiệp thôi. Không biết là các bạn sinh viên thì các bạn sẽ cảm thấy như thế nào. Hy vọng là có những bạn sinh viên của trường Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày hôm nay, sau cái buổi hướng nghiệp ngày hôm nay thì các bạn sẽ vào xem cũng như là comment để lại những cái nhận xét dành cho riêng cá nhân mình. Trước cái này thì rất nhiều anh em biết đến tớ với cái tên là chú Mỹ, thì bây giờ sau cái buổi ngày hôm nay thì nên bổ sung thêm một nickname nữa là thầy Mỹ nha. Mặc dù là thời tiết ngày hôm nay ở Hà Nội thì không được ủng hộ cho lắm, tuy nhiên thì các bạn sinh viên đến cũng khá là đông rồi. Và chúng ta hãy cùng chờ xem là cái buổi hướng nghiệp ngày hôm nay sẽ như thế nào nha. Cái cảm giác hôm nay là đầu tiên đứng trên bục giảng như thế này thì nó rất là mới mẻ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn đến đây ngày hôm nay. Tại thì mình là Đặng Nguyễn Mỹ. Mình hiện tại là streamer và caster cho kênh 23 Creative VN. Hệ streaming ở Việt Nam nó đang phát triển như thế nào? Có lẽ là từ năm 2011 thì bắt đầu manh nha những cái bước đi đầu tiên của nghề streaming ở Việt Nam. Cân bằng, tuy nhiên thì S4 khu vực top lên thì anh ta đang có một cơ hội rất lớn. Em của mình của chúng ta giống như ba sự lựa chọn là chính là Galio, Rai và Galactic. Bạn sẽ dễ cái bước đầu tiên, nhưng càng ngày các bạn sẽ càng thấy có nhiều những thứ phức tạp trong cái ngành nghề này. Đấy là việc các bạn không được giao tiếp, không được học hỏi thêm những cái ngành nghề mới này. Một lần nữa thì xin cảm ơn thầy cô cũng như Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tạo điều kiện cho cá nhân mình cũng như là tất cả các bạn có được cái buổi giao lưu nó vui vẻ cũng như là thoải mái như thế này. Một lần nữa thì xin rất là cảm ơn bạn và hy vọng là chúng ta có thể có những cơ hội để gặp lại nhau vào những cái lần sau.